Thời gian thi của bạn bắt đầu. Xin kính chào quý giám khảo, kính chào các anh chị cùng tất cả các bạn học sinh thân mến. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Văn Kim, nhân viên bạn Nam, hẹn 22072, hẹn Hoa Đăng, bạn Nghệ An. Đầu tiên cho tôi gửi tới lời chúc thân thương nhất, chúc tất cả các bạn thí sinh hoàn thành tốt phần thi của mình. Chúc cho các bạn thi thành công tốt đẹp. Hoa Đăng, nơi tôi làm việc và nơi cho tôi cảm nhận được và nơi cho tôi như là một cây cầu nho nhỏ đưa những sản phẩm tuyệt vời của Hoa Đăng đến tận tay của người tiêu dùng. Và chính nơi này cho tôi được cảm nhận được nụ cười hạnh phúc và vô cùng ý nghĩa của khách hàng bên cạnh sản phẩm của mình. Sự hài lòng khách hàng chính là niềm tin, là nền móng cho những thành công vĩnh cửu, đó là trong ngôn công việc của chúng tôi. Và đến với cuộc thi ngày hôm nay là sân chơi bổ ích và vô cùng ý nghĩa để tôi có thể trau chuốt tích lũy những kiến thức bổ ích để thỏa mãn đam mê chàng trai xứ Nghệ mặn mà chân chất từ nụ cười, giọng nói và thân thương từng câu hò điều vị. Xin chân thành cảm ơn. Tôi xin tiếp tục phần thi thứ hai của mình, phần thi trả lời câu hỏi cho ban tổ chức đề ra. Đó là khách hàng ở tỉnh khi mua xe cho con gái thì khu vực ngập nước, khách hàng muốn biết là hẹn có hỗ trợ cho con gái không? Thì tôi xin được giải thích câu hỏi thế này. Hiện tại thì chế độ bảo hành của Honda thì 3 năm hoặc 30 cây tên toàn bộ trên sản phẩm của Honda. Và với những trường hợp của con gái của khách hàng đã bị ngập nước thì khách hàng sẽ có những cái hỗ trợ như thế này. Với những cái trường hợp là chắc chắn là không được bảo hành vì đây là lỗi do mình tạo ra. Và với những cái với là những nhân viên bán hàng thì tôi sẽ hướng dẫn cho những khách hàng đến hẹn gần nhất, địa chỉ gần nhất để khách hàng có thể khắc phục chiếc xe, tránh trường hợp được hỏng hóc không ngoài ý muốn. Và xin chân thành cảm ơn. Và tôi xin kết thúc phần thi trả lời câu hỏi. Tôi xin tiếp tục phần thi thứ ba của mình, đó là giới thiệu về một mẫu xe do Honda sản xuất trên thị trường Việt Nam. Đó là đối giới thiệu về mẫu xe RX với một chiếc xe số được Honda trang bị những cái công nghệ tiên tiến nhất, là một sự lựa chọn tuyệt vời cho chúng ta. Đó là chiếc Wave RX. Với chúng ta đi đến phần đầu xe vô cùng đặc sắc bởi từ thiết kế của phần đầu xe. Phần đầu xe được thiết kế cùng đèn pha trong suốt tăng cường độ sáng, giúp cho chiếc xe đi lại, giúp cho khách hàng đi lại rất tốt trong những cung đường khó khăn là như trời tối. Và điều đặc biệt hơn nữa, chúng ta có thể nhìn xuống đây với những thiết kế chi nhánh và đèn định vị sắc vô cùng sắc nét, tạo thành hình chữ V vô cùng sắc nét, giúp cho chiếc xe trông cho phần thể thao khi nhìn từ phần đầu. Và chúng ta cùng đi đến phần thân xe. Với thân xe vô cùng cứng cáp được thiết kế bởi những đường nét thể thao và góc cạnh, và làm nên cái vẻ thanh thoát chiếc xe khi nhìn từ bên. Với phần đuôi xe, chúng ta có thể thấy ở đây, với phần đuôi xe được Honda trang bị thêm một số cái thiết kế vô cùng đặc biệt. Ở đây là chúng ta có thể thấy là phần tay dắt được thiết kế bọc cao su rất êm ái, giúp cho chúng ta có thể đẩy dắt chiếc xe khi trong những tập của hàng ngày. Và với cụm đèn hậu vô cùng thanh thoát được thiết kế liền khối, tạo nên một vẻ độ sáng rất thích hợp để cho khách hàng khi đi vào những vùng khó khăn và những vùng thiếu ánh sáng có thể nhìn chiếc xe cùng chiều, có thể quan sát được xe mình khi mình chuyển làn như thực hiện phanh. Và khi nhắc đến một chiếc xe thể thao và thon gọn của hãng Wave của Honda thì chúng ta không thể bỏ qua được với thiết kế của động cơ của xe. Với động cơ 110cc làm mát bằng không khí phun xăng điện tử F2, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, tiêu chuẩn khí thải Euro 3 và được Honda tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất hiện tại. Và với cái động cơ như thế này thì giúp cho chủ xe có thể thực hiện những cái nhu cầu cá nhân hàng ngày, đi lại cũng như là thực hiện công việc hàng ngày, như các bạn sinh viên đi thực hiện những cái tốn chuyến đi xa. Và chúng ta với một chiếc xe Honda như thế này, chúng ta không thể bỏ qua được những cái tiện ích của Honda đang bị trên chiếc xe. Chúng ta có thể thấy ở đây, với sự trang bị cốp rất lồng, rất thoải mái cho chúng ta để vừa những vật dụng cá nhân. Và đặc biệt nữa thì với cốp như thế này không quá rộng cũng không quá nhỏ để chúng ta vừa vặn một chiếc mũ nửa đầu, rất tiện lợi cho mình chuyến đi xa. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể thấy ở đây là được trang bị thêm cái bình xăng 4,1 lít, giúp cho quãng đường chúng ta được hoàn thành một cách tốt nhất, tránh được một số trường hợp là phải tiết nhiên liệu đi khi những dọc đường. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng ta có thể thấy ở đây, đó là được trang bị thêm chìa khóa
4 trong 1. Chúng ta có thể có ở đây là mở cổ yên, tên nghe tên cùng chìa khóa, khóa cổ và có luôn cả khóa từ, giúp cho chiếc xe bền bỉ hơn, tránh được một số trường hợp rỉ rét không đáng có trong công việc hàng ngày. Và chúng ta có thể thấy ở đây, với sự trang bị đồng hồ vô cùng sắc nét và các thông số kỹ thuật được biểu hiện một cách rất rõ nét, giúp cho người lái có thể quan sát một cách tuyệt vời nhất và tự nhiên nhất, giúp cho người lái an tâm hơn khi sử dụng. Đó là những cái làm nên một chiếc RX, và tôi tin đây là mẫu xe tương lai và một mẫu xe vô cùng tốt khi chúng ta sự lựa chọn cho chúng ta. Và xin chân thành cảm ơn. Tôi xin kết thúc phần thi của mình. Xin cảm ơn ạ.